con sắp phải nghe án quyết định định và số phận muôn đời của con. Mẹ muốn nhân con giúp nhân thể sinh thêm sống con. Lúc con chìm đắm trong lo âu và tâm hồn con dao động, nhớ đến tội xưa và nghĩ đến sự công minh Chúa và con phải giao kiếm lưới Phật dẫn. Đang làm con hoài nghi ơn tha thứ của Chúa, lại Chúa nghe con giúp nhân thể xin thương xót con. Lúc đôi mắt con ứa lệ triệu chứng của sự tàn rửa nơi thân xác con, xin Chúa nhận lấy những giọt lệ làm lễ hy sinh đền tội con. Lạy Chúa Giêsu nhân từ xin thương xót con. Lúc ngủ con tê liệt thế gian xa con, là lúc con phải vật lộn với sự chết trong kinh hoàng và đau đớn. Lạy Chúa Giêsu nhân từ xin thương xót con. Lúc hồn con liệt thân xác nhập nhạt sự hủy hoại của thân xác con làm của lễ con thờ dâng lên uy nghiêm Chúa, lạy Chúa Giêsu nhân từ xin thương xót con. Sau cùng lúc con ở trước nhan thánh Chúa mắt vừa thấy hào quang chói lòa, xin Chúa đừng xua đuổi con, nhưng xin tin nhận con vào lòng nhân hậu Chúa để con ca ngợi Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu nhân từ xin thương xót con. Chúng ta hãy cầu nguyện lại thiên Chúa là Cha toàn năng, chính trong mọi nguyện vừa qua của Chúa Giêsu, Cha đã làm cho sự chết trở thành công bình. Lạy Chúa, con an nghỉ trong thanh bình vì Chúa đón nhận và tha thứ cho con. Con an nghỉ với niềm tin Chúa dẫn đưa con vào cõi đất dành cho kẻ sống. Con đi tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời với muôn ngàn thiên sứ. Con đi tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Con đến cùng Thiên Chúa đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Con đến cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu. Lại Cha, ơn Cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón Cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con cái tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất Cha thật rồi, con mất Cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón Cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con cái biết theo đạo. Bố đã mất rồi,
tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy, cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nguôi. Tìm đâu tiếng nói của người êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên, dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hương lòng thanh nhàn. Thank you.
còn mềm đó, nó lại còn mềm đó nè, còn mất tay nè. Ngày nào cũng chưa bỏ tay hoặc chân cho má bác Bảy ơi, dù dù cho bác ăn bác Bảy ơi, bác anh em trời chị với nhau mà bây giờ bác nằm cái đây rồi. Thank you.
Hãy
ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con nơi cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con và đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây ngay từ giờ phút này được thoát khỏi tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha, chung hưởng vinh phúc với các người Cha đã chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Nghe vậy, có làm gì bỏ, mang cho bà con. Đừng có liên tiếp gì nữa. Oh.
cần coi thiên đình. Maria Giuse, con nên yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Để rồi nhìn con không
còn luôn mê mãi trần thế. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời Cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên giường,
thơm trên đồng cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phụ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình. Và con và thánh thần amen cầu xin Chúa thánh thần người thương thắm biến hồn con ban xuống cho con hồng ân trang trường trao dồi cho đáng mỗi thánh đường. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin tha thương xót linh hồn chúng sanh. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin tha thương xót linh hồn chúng sanh. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin tha thương xót linh hồn chúng sanh. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin tha thương xót linh hồn chúng sanh. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin tha thương xót linh hồn chúng sanh. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn Giuse. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn Giuse. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn Giuse. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn Giuse. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn chúng sanh. Lạy cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình là máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để làm gì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót linh hồn Giuse. Thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trong thời hồng trinh. Đầu cho linh hồn Giuse. Vương quan sự bằng. Đầu cho linh hồn Giuse. Những lắng lo từ mẹ tràn ngập qua cha, những vất vả, những hy sinh vì con kéo dài cả đời cha không khi ngưng nghỉ. Cha ơi, vì con từng ngày và cả một đời cha đã dầm sương dãi nắng, lưng cha đã còng bởi phải gánh mọi cơ cầu của cả gia đình.
con, dầm mưa dài nắng bạc mái đầu. Thương con, còng lưng cha gánh mọi cơ cầu. Cha ơi, tình cha bát ngát như đất trời, tình cha u ấp con suốt đời, người sống chỉ vì con thôi. Cha ơi, lấy gì đong được tình cha, thước nào đo nỗi lòng cha, sức nào đếm hết ơn người. Non xanh ngàn năm sừng sững đất trời, ngàn năm chờ che cõi đời, chẳng bằng nuôi công ơn người. Bên cha tuổi thơ con sáng đẹp vô ngần, bên cha nhà nương lưng núi thực vững vàng. Cha ơi, ngày cha khuất núi ôi hãi hùng, thuyền con không lái không cánh buồm, trời đất một màu tang thương. Cha ơi, lấy gì đong được tình cha, thước nào đo nỗi lòng cha, sức nào đếm hết ơn người. Non xanh ngàn năm sừng sững đất trời, ngàn năm chờ che cõi đời, chẳng bằng nuôi công ơn người. Cha ơi, biết lấy gì đền đáp công lao, ơn dưỡng dục nặng sâu như trời biển, một đời cha đã dành cho con hết. Con xin dâng cha một cành hoa tưởng nhớ, một nén nhang xin cúi lạy ơn người. Xin tha thứ cho bao nhiêu lầm lỗi, chút thương lòng con dâng kính cha ơi. Thương con, dầm mưa dài nắng bạc mái đầu. Thương con, còng lưng cha gánh mọi cơ cầu. Cha ơi, tình cha bát ngát như đất trời, tình cha u ấp con suốt đời, người sống chỉ vì con thôi. Cha ơi, lấy gì đong được tình cha, thước nào đo nỗi lòng cha, sức nào đếm hết ơn người. Chèn cha thiên chúa con ơn thương, con xin được soi hướng phòng thân, chân hồn là chân ngôi, nhìn cha ngôi dưới người người.
xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đám ngồi thân thương. Cha và con và thánh thần. Dắt con vào đời, Ba bên con giúp con học chăm, Ba hy sinh khuya sớm nắng mưa, gió rét khó khăn ngại chi, khuyên con vững tâm học hành, Ba. Dù còn những đêm trăng rằm, Ba bên con từ lũng thua hàn vi, con yêu Ba nguyện ước có ngày tương lai sáng tươi thành công, vinh danh người Ba kiêu. Lời Ba khuyên tương lai trong sáng đầy đầy, cội nguồn lòng con ghi nhớ, bao yêu thương kỷ niệm ngày thơ, bên Ba nô đùa tuổi mơ, con vui ở bên Ba hiền. Ba khuyên con ngẩng cao yêu đời, thương tha nhân và giúp ai người đơn côi,
làm lời danh thế trần, vinh danh giống dân giống tiên, thỏa lòng người bao ước mơ. Giuse làm tăng quyến
đau đớn và xót xa. Đoàn tân binh chúng tôi xin chia thành thật chia buồn và kính mời tam quyến hợp với huynh đoàn tam ni chúng tôi để dâng lên Chúa lời kinh nguyện, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho ông Giuse khi còn sống đã xúc phạm đến Chúa hoặc đến anh em, thì xin Chúa tha thứ và mau đưa linh hồn ông Giuse về hợp nhan thánh Chúa. Và cũng để cảm ơn tam quyến cũng như cảm ơn ông Giuse đã giúp đỡ cho huynh đoàn chúng tôi có được vật chất để làm bất ái trong huynh đoàn, thì giờ đây anh chị em trong huynh đoàn chúng tôi có mặt để dâng lên lời kính nguyện cầu cho linh hồn ông Giuse nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày mai 4 giờ đến động quan và 5 giờ thánh lễ. Tăng xin thay mặt cho tam quý và xin cảm ơn mai các ông bà đã bớt chút thời gian đến dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse của con, gia đình chúng con và mái nhà. Của Đức Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Giuse.
vào lúc 4:30 đồng quan và thánh lễ 5:00. Xin mời các bà mẹ chúng ta bớt chút thì giờ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Và vào lúc 7:30 tối thứ bảy trong tuần này thì các bà mẹ chúng ta sẽ có một tối kinh để cầu nguyện. Xin kính mời các bà mẹ. Chúng ta cùng niệm hương ạ. Hãy
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa tập đoàn phục vụ, đặc biệt kính thưa tài quý. Lời đầu tiên tôi xin đại diện cho hai cha phó, cho cộng đoàn giáo xứ Bắc Hà xin thành kính phân ưu cùng với gia đình vì sự ra đi của ông Du Xe, người thân yêu của chúng ta. Dẫu biết rằng trong niềm tin Kỳ Tô giáo, cái chết đã được về bên Thiên Chúa, cái chết không là một dấu chấm hết, nhưng là con người khi mất đi một người thân yêu, ai trong chúng ta cũng đau buồn, ai trong chúng ta cũng tiếc nuối. Và chính vì thế chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ giờ đây để cầu nguyện cho ông Giuse, và cũng để xin Chúa gia tăng sức mạnh ân sủng của Ngài cho chúng ta. Xin Chúa bù đắp nỗi mất mát của gia đình chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là ông Giuse được an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Con chính dù có chết sớm cũng được thấy quan tuổi già đáng kính trọng, không phải là vì sống lâu, cũng không phải là vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người đã thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa các kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi người ấy cất đi. Kéo sự gian tà làm hư hỏng tiết khôn, hoặc sự dối trá giữa một tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui mù tím che khuất điều kiện và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn khác nào đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội vàng đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm.
Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra người. Khi gần đến làng họ định đến, người làm như thể còn phải đi xa hơn nữa, nhưng họ nài ép người rằng: xin mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Vậy người vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Họ nói với nhau: lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta khi người đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn khác đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà đạo trường, đặc biệt kính thưa tăng quyến, đời sống của con người, cách riêng đời sống của người Kitô hữu chúng ta như là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình đó rất nhiều khi chúng ta như đi trong sự vô định. Chúng ta không biết mình đang đi đâu và về đâu. Như lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mệt nhoài. Thật vậy, cuộc sống của con người và giống như cuộc hành trình của hai môn đệ trên đường Emmaus mà Tin Mừng Luca vừa trình thuật cho chúng ta nghe. Hai ông đi đường mà tâm trí cõi lòng của hai ông nặng trĩu những u buồn, tâm hồn của hai ông đầy dẫy những thất vọng, những ê chề. Những thất vọng, những ê chề vì các ông đã và đang trải qua những biến cố, những sự kiện liên quan đến sự chết của Đức Giêsu Kitô, đấng là Thầy, đấng là Chúa mà các ông tin nhận, các ông bước đi theo Ngài. Ông đích thực sự sống vĩnh cửu ở nơi Thiên Chúa, ở nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và là mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chiên máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin Chúa và đến anh chị em tín hữu chúng con đang nghe nhiệt trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người. Đặt Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tự đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bình an của Đức Kitô, chúng ta cùng trao chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đời sau dễ quên, còn có chi ai?
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con Chúa đã để lại cho chúng con của ân đàn trong uy tích thánh thể. Xin đoái thương cho người con của Chúa là ông Giuse, nhờ của ân này được đạt tới vinh bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chị em và ở cùng cha, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chân thành cảm ơn cha chính xứ, quý cha phó xứ giáo xứ Bắc Hà đã vì tình thương yêu mà đến gia đình chúng con, đã ban các di tích khi người thân chúng con còn nằm trên giường bệnh. Và khi linh hồn vua xe lìa trần, các cha đã dâng lễ misa đưa chân. Và hôm nay cha chính xứ đã không quản ngại thời gian đến những tính lễ tại gia cầu cho linh hồn vua xe. Chúng con cũng xin cảm ơn viên chức trong giáo xứ, các học đoàn, ca đoàn đã đến dân hương kinh nguyện cầu, hiệp thông thánh lễ, cầu cho linh hồn Miu Xe. Nghĩa cử cao đẹp này, gia đình chúng con đã cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa đã ban xuống cách riêng cho gia đình chúng con và gia đình và linh hồn Miu Xe. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ân lành hồn sáng trên quý cha và quý vị, quý cộng đoàn, thay cho lời tri ân chân thành của gia đình chúng con. Gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Oh, no.
con phạm tội nhớ nhầm. Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vang lạy Chúa Giêsu thương, ban xuống niềm tin ấm u cho tâm. Chờ ngày đứa con quay về, Chúa vẫn chờ ngày con đến bên cha, Chúa vẫn chờ nụ hôn xin tha thứ, Chúa vẫn chờ vòng tay tha thứ tội, Chúa vẫn chờ từng bước chân bình an, Chúa vẫn chờ hạnh phúc vui triền miên, Chúa vẫn chờ lễ hát vui an bình, Chúa vẫn chờ bàn tay ôm cha hiền. Cha ơi, hôm nay con trở về, vãn nài lời thứ tha của cha. Cha ơi, đời con vắng cha hiền, ưu phiền cuộc sống không bình yên. Cha ơi, con về đây thông hối, với ân tình thuở xưa. Những lỗi lầm giờ quyết tâm xin chừa, sóng gió đường đời con sống bơ vơ, những đêm dài chìm sâu trong thâm hối, mắt ngân lệ cầu xin cha thứ.
con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ. Rách sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già, thân thần kiếp luân hồi cầu xin cho thánh thần người đời năm kia còn con. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng soi cho linh an em. Chúng con cây vị danh Chúa danh từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng sáng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen. Từ Chúa lên nhìn nụ thôi vào tiếng bao linh hồn thông hạ. Mẹ nhân ai nguyện mẹ thương nghe lời con cái biết ta ban tài. Chúng con trong ngày ra thân trước mẹ Chúa Trời xin chớ che cho ba lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đất nước đồng trên hiền viên sáng lang. Hàng giữa chúng con cho khỏi mọi sự ai ngày đó thanh cha trị nước Chúa Giêsu thương xót chúng con thầy cha xin cầu thanh cầu tịnh được thanh được bà Maria cầu cho linh hồn Giuse tại ông thánh Giuse là bàn thanh sạch được bà Maria chọn đời đồng trên cầu cho linh hồn Giuse nữ vương ban sự bàn nghe cầu cho linh hồn Giuse các thanh từ đạo Việt Nam cầu cho linh hồn du xe nên đến cha và con và thánh. Xa tôi bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm. Thank you.
Cha đến thăm con giữa buổi mai. Giờ này cha đang đến, cha thắp nơi con lửa hồng, ban xuống cho con ngọt ngào, đem đến cho con bình an. Giờ này cha đang đến, cha đến thăm con giữa buổi mai. Rồi đến rồi. Dâng lên ngài người thân yêu đã ra đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin trông.
xin Chúa đón nhận người con thân yêu. Nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ơn. Hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban. Đó là lời Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha đã ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha, con chính thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Thank you.
Lạy Chiên Thiên Chúa đại đấng xóa tội trong gian, phúc cho ai được mời đến như tiên Chiên Thiên Chúa. Nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên
xin cho chúng con đang còn sống khi cùng lời lẽ đức tin mà an ủi với nhau, cho đến khi tất cả chúng con được còn tu trong Đức Kitô và như vậy chúng con sẽ được cùng với ông Giuse sống mãi bên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dựng con từ cát bụi nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người, đã biết bao nhiêu lần con sa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời mộng ảo hư vô, hoa sớm thắm sẽ chiều hương khô, như lá vàng lìa cành đông đưa. Việc hoàn lại nhắc nhở chúng ta cũng phải sống một thân phận bóng
sống. Ông Giuse đã được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô an của Chúa Kitô. Ông Giuse trở về quê nhà cũng đẹp và hiếm cùng gần nhờ mọi từ bi của Chúa Cha. Chúng ta cầu xin với ông Giuse, đồng thời chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vinh quang của Chúa. Xin cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hòa tan thân xác người anh em kính yêu chúng con và ông Giuse. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô của chúng con. Amen. Lời Chúa theo thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Giô-thái. Anh chị em thân mến, bởi vì chúng ta được ánh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phục thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng nào. Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu. Đó là lời Chúa. Ngài cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Ngài như yêu dấu hoặc còn thiêu. Với những sắc thiêu ấy, trong những cửa hành ý thức mà thiêu người anh em chi thiêu bao năm, chúng ta hãy xưa với Ngài những lời cổ nguyện tha thiết và đầy tin tưởng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho ông Giuse được làm người và làm con cái Chúa. Tạ ơn Chúa vì ơn ân lành Chúa đã ban cho ông Giuse suốt cuộc đời, và bây giờ lại gọi ông Giuse về với Chúa. Xin Chúa cho đón nhận linh hồn Giuse cùng với mọi sự yếu đuối của ông Giuse trong cuộc sống làm người. Kêu con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương đón nhận ông Giuse vào vườn hạnh phúc của Chúa cùng với các thánh trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho gia quyến của ông Giuse nghe được mọi ơn lành của Chúa và gặp được nơi mọi người lòng yêu mến thiết tha như ngọn lửa sưởi ấm tuôn hồ. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha vì thiên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin vâng,
Quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau, người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi dã biệt lòng đây nát tan. Và này Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phai tàn theo tháng nào. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Thank you.
nằm xuống, tiếc gì một đời sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng Phật người dù mong manh, nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi, xa thật rồi. Người ra đi, đi về bên Chúa chính nguồn yêu.